một con bách số 56 Thảo Phương đang ở nhà của anh Trí Đà Nẵng. Em nó rất là vui, chạy lung tung luôn à. Bách đâu con? Vô. Quậy hả? Bách quậy hả con? Bách tới đây. Ê rồi, đi ra sau rồi. Đi, đi ra trước, đi. Nhanh lên, đi. Đi, rẹt. Đây, tới đây. Lên. Bách, lên. Lên. Con chó rất là lanh lợi.